Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối vỏ sùng Cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Tiết Trinh. Thì hôm nay là một buổi sáng của ngày 7 tháng 3 năm 2023. Bên Trung Tính Composite là có một anh khách ở Kiên Giang đến tận cửa hàng để ủng hộ một cái máy Hinota 25 mã lực. Thì hiện tại là đang trong quá trình là gắn dây đề để test thử cái máy 25HP với cái chế độ khởi động là sẽ là đề máy lên cho anh ha. Hiện tại là máy đã được đổ nhớt và châm xăng vô đầy đủ hả các anh chị. Thì anh khách là không chạy bô Elgin, là chạy bô độ hả các anh chị, nên là hiện tại là sẽ là tháo cái ống bô ra cho các anh chị. Thì cái tiếng máy ngày hôm nay nó sẽ khác hơn khi mà có cái bô hả các anh chị. Đây là mình sẽ là gáp dây đề vào. Đây là cọng dây mát mình sẽ gắn vào con ốc này ở phía sau cục đề hả các anh chị. Còn dây lửa thì mình sẽ gắn vào đây. Hai dây là mình sẽ gắn vô cục đề bình đề. Sau khi gắn vào bình đề thì do máy mới nên là khởi động là nó sẽ là một cái hai cái sao cho nó qua xăng rồi nó mới nhảy hết anh chị. Bật công tắc. Do là chưa qua xăng. Sau đây là tại sao nó qua xăng ta? Thử tắt rồi nè. Tắt công tắc. Xong rồi mở công tắc lên rồi nó sẽ hiện lên màu đỏ, bấm vô. Bấm cái nè. À. Bấm cái một rồi chứ không có đè lâu. Thì đây cũng là vừa tắt vừa mở luôn các anh chị. Vừa là công tắc tắt và vừa là công tắc mở luôn. Thì mình đè vô lâu nó sẽ tắt hết các anh chị. Khi mà khởi động thì chỉ cần nhấp vô một cái một và nó sẽ cảm ứng, và khi mà tắt thì anh chị sẽ là đè. Ok, chốt. Nhanh gọn lẹ. Để đặt hàng giống như anh khách bên em thì anh chị mình chỉ cần liên hệ vào số điện thoại là 0923451926 hoặc là 0939333400, số điện thoại ở trên màn hình đó các anh chị. Sẽ có bộ phận tư vấn cùng anh chị chọn ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu đi lại của bên mình. Và ngoài ra thì em cũng để thêm một cái số điện thoại nữa là 0939113822. Lúc này thì anh chị mình liên lạc trực tiếp với em. Có những cái thắc mắc nào mà bộ phận tư vấn chưa thể giải đáp cùng các anh chị thì cứ liên lạc với em hết các anh chị. Và sẵn tiện trong quá trình quay clip này thì em cũng xin lưu ý một điều. Anh chị mình đặt tiền cọc cũng như là giao dịch tiền hàng của Trung Tính Composite qua số tài khoản ngân hàng thì bên Trung Tính chỉ sử dụng nhất một số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tiết Trinh thì mới đúng với các anh chị, để tránh trường hợp là thất lạc số tiền cọc hoặc là sai số tài khoản thì anh chị nhớ lưu ý điều này giúp em nha. Và đặc biệt là có những nơi là lấy video của Trung Tính Composite để giao những cái máy không chính hãng hoặc là sản phẩm không chất lượng thì anh chị mình nhớ lưu ý cái điều này, chỉ chuyển cho số tài khoản tên là Huỳnh Thị Tiết Trinh thì lúc này là em mới có thể là chốt cái đơn hàng và giao đến những cái máy chính hãng gửi đến các anh chị. Thì em xin kính chúc tất cả các anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng Trung Tính Composite, một trong những nơi cung cấp phương tiện thủy như Cano, Bobo, vỏ sùng và tất cả những cái máy chính hãng. Sau đây là em xin chào ạ.